Thưa quý vị, rối loạn cảm xúc dẫn đến trầm cảm và loạn thần là một trong những biểu hiện do áp lực học tập mà hiện nay có rất nhiều trẻ em đang mắc phải. Các bác sĩ cảnh báo là tỷ lệ người mắc phải chứng bệnh này đang ngày càng gia tăng, đặc biệt là trong mùa thi cử hiện nay. Chúng ta hãy cùng đến với phóng sự sau để hiểu rõ hơn về vấn đề này quý vị nhé. Run rẩy, lo âu và bồi hồi là những cảm xúc mà bệnh nhân 15 tuổi này thường xuyên gặp phải trong một thời gian dài. Căng thẳng và áp lực khi thường xuyên bị cô giáo nhắc nhở khiến em luôn rơi vào trạng thái rối loạn và không điều khiển được hành vi của mình. Cô biết là em học yếu, cô lúc nào cũng gọi em bảo. Cháu kiểu đi học kiểu nhiều áp lực ấy, bài học thì nhiều, các cô giáo kiểu hay kiểu như là không có cái ấn tượng với cháu ấy. Theo các bác sĩ, số lượng bệnh nhi bị rối loạn cảm xúc và loạn thần do áp lực thi cử ngày càng tăng. Cứ 200 bệnh nhân được điều trị thì có 30 em bị mắc rối loạn. Theo số liệu của Viện Sức khỏe Tâm thần trên 5 trường học lớn tại Hà Nội, thì tỷ lệ trẻ có nguy cơ mắc bệnh rối loạn cảm xúc là 5%. Trong đó, 2% số học sinh cần phải điều trị tại các cơ sở y tế. Các chuyên gia cho biết, trẻ đang trong độ tuổi phát triển nên rất dễ bị tác động của môi trường bên ngoài. Khi cha mẹ và nhà trường tạo áp lực quá lớn với trẻ, sẽ gây nên trạng thái tâm lý phản ứng dẫn đến rối loạn cảm giác. Những cái triệu chứng này nếu như không được điều trị thì sẽ dẫn đến các cái hậu quả tương đối là nặng nề về sau này. Nếu gia đình mà phát hiện được ra cái cháu thì đưa đến các trung tâm y tế. Các bác sĩ cũng cảnh báo các bậc cha mẹ và các thầy cô giáo cũng cần quan tâm đến cảm xúc của trẻ, không nên tạo áp lực quá lớn khiến trẻ dễ bị rối loạn cảm xúc dẫn đến loạn thần.